Ok, chào các bạn thân mến, nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập về phần từ vựng của khóa giải đề 2019, bài tập về nhà của tuần số 17 ngày thứ hai. Các bạn thân mến, từ tuần thứ này của chúng ta trở đi thì các bạn nhớ cho cô là bài tập phát âm trọng âm của ngày thứ hai của cô sẽ được thay bằng bài tập từ vựng, bài tập ngữ pháp. Bởi vì phần phát âm trọng âm đối với đến giờ phút này của chúng ta là đối khóa của chúng ta là quá là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ có là với câu số 1 của chúng ta, các bạn theo cho cô này. The City Council nghĩa là gì? Hội đồng thành phố đang thảo luận một cái bản kế hoạch chi tiết hành động cho cái việc gìn giữ những cái bãi biển sạch và những công viên sạch. Vậy trong câu này của chúng ta là một câu về kiến thức về cụm từ cố định. Với kiến thức về cụm từ cố định thì bạn sẽ nhớ cho cô chúng ta có cụm từ như sau, đó là cụm từ action plan. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là kế hoạch hành động. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 1, đáp án là ý B. Chỉ cần biết cụm từ này thôi là các bạn đã làm được rồi, đúng không ạ? Xong câu số 1, các bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Với câu số 2 của chúng ta, đúng không ạ? Để mà sống theo một cái lối sống xanh sạch, đúng không ạ? Thân thiện với môi trường. Đó là chúng ta phải bắt đầu thực hành cái kiểu sống rất là làm sao? Giản dị mộc mạc nhưng mà lại rất là green. Nó giúp cho hành tinh của chúng ta làm sao? Làm giúp cứu hành tinh của chúng ta cho những thế hệ mai sau. Vậy câu số 2 của chúng ta đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về cụm từ cố định. Câu số 2 chúng ta dùng go green. Chứ go green là gì ạ? Có nghĩa là một đó là sống thân thiện với môi trường, nhớ nhé. Vậy câu số 2 cô chọn được ý A. Câu số 3 của chúng ta, người ta khuyên rằng mọi người nên sử dụng những cái loại sản phẩm mà thân thiện với môi trường. Vậy cô có từ products của cô là danh từ. Trước danh từ cô cần một tính từ. Nếu cần một tính từ, cô sẽ chọn được câu số 3 của chúng ta, đáp án là ý A. Từ environment friendly là tính từ, nghĩa là thân thiện với môi trường. Đúng, xong câu số 3. Câu số 4 của chúng ta, nhìn cho cô 4 đáp án. Câu này sẽ là câu kiến thức về ngữ pháp. Vậy chúng ta căn cứ bằng dấu phẩy, chúng ta không dùng the, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có câu này chúng ta như sau. Bọn trẻ thường quên tắt điện khi mà đi ngủ, đúng không? Khi ra khỏi phòng và điều đó thực sự rất là lãng phí rất nhiều điện. Vậy điều đó là gì? Là cái việc mà trẻ con quên tắt điện. Vậy cô sẽ phải dùng đại từ quan hệ là which. Câu số 5 của chúng ta nên điều chỉnh cái lối sống của chúng ta để giúp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy cô cần một từ nghĩa là điều chỉnh. Bây giờ cô sẽ có câu số 5 của chúng ta sẽ có IA từ adapt, từ đấy nghĩa là thích nghi, đúng không ạ? IA từ adapt nghĩa là thích nghi này. Thế này cô sẽ có IB từ adjust, từ đấy nghĩa là điều chỉnh. Được không ạ? Điều chỉnh nhá. Thế này chúng ta sẽ có ý C của chúng ta từ adopt, từ đấy có nghĩa là nhận làm con nuôi, đúng không ạ? Nhận làm con nuôi. Thế cô sẽ có ID to enjoy. Vậy cô sẽ có câu số 5 của chúng ta, nếu chúng ta mà dịch theo nghĩa của câu chúng ta sẽ không làm được câu này. Câu số 5 của cô lại là một câu về cụm từ cố định. Với cụm từ cố định cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ adopt. Nó sẽ có cụm từ adopt a green last life. Ok, last life. Cụm từ này nghĩa là gì ạ? Adopt a green last life. Cụm từ này có nghĩa là gì? Cụm từ này có nghĩa là có một lối sống xanh vì môi trường. Lối sống xanh ở đây trong chúng ta để trong ngoặc kép nhé. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 5 của chúng ta, đáp án là ý C. Thế là bài này của chúng ta có mấy câu về collocation rồi đúng không ạ? Cô chưa muốn đưa nhiều collocation vào trong cái khóa học này của chúng ta. Bởi vì sao ạ? Sang cái khóa học sau của chúng ta từ tháng 2 trở đi bắt đầu cô mới đưa những cái vấn đề khó vào. Chúng ta sẽ có câu số 6 của chúng ta cũng là một câu về phần từ, một cái câu về phần đó là phần nên từ trong tiếng Anh là phần ngữ pháp thôi đúng không ạ? Rất là quan trọng để mà giữ cho cơ thể chúng ta được sạch sẽ. Bởi vì những cái vi trùng có thể, những vi khuẩn có thể gây bệnh truyền nhiễm ở cái phần trong các cơ thể của chúng ta. Vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là bởi vì, thì câu số 6 cô chọn đáp án là ý D, because. Xong câu số 6 cô sẽ có câu số 7 của chúng ta, cũng là một câu về phần kiến thức về ngữ pháp này. Cô căn cứ bằng the high price của chúng ta là một cụm danh từ. Nếu một cụm danh từ cô bỏ ý C vì inspire phải có of, đúng không ạ? Regardless phải đi về of, nghĩa là bất kể. Vậy không chọn D, không chọn C. Còn A và B, sau although phải có chủ ngữ verb, vậy chúng ta không chọn A. Chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 7 là ý B. Rồi, tiếp này. Sang câu số 7, chúng ta đã chuyển được cô sang câu số 8 của chúng ta. Environment là môi trường. Thì cô sẽ có environment tourist. Các nhà môi trường học đang lo rằng nguồn tài nguyên của chúng ta sẽ hết nếu như chúng ta không có những cái khởi xướng để mà go green. Nhớ cụm từ go green nhé. Vậy cô sẽ có từ run. Nó có thể đi với từ run out, nghĩa là cạn kiệt. Run on chạy bằng cái gì? Vậy câu này chúng ta không dùng rồi, đúng không ạ? Thế này IB cô sẽ có từ deplete, từ đấy nghĩa là suy thoái, trợ suy thoái về môi trường cơ. Nó không có nghĩa là giảm sút nên không chọn B. Chứ mà ý C cô có từ deprive, từ đấy có nghĩa là cướp mất, tước đoạt, không chọn. Vậy chúng ta sẽ chọn câu 8 là ý D. Câu số 9 của chúng ta,
Cô sẽ có là rất nhiều các công ty đang không muốn tiêu nhiều tiền vào vấn đề xử lý rác thải vì chi phí của nó rất cao. Vậy câu số 9 của chúng ta là một cụm từ cố định, cô có từ waste disposer. Nhớ nhé, chúng ta có cụm từ waste disposer, xử lý rác thải. Vậy cô sẽ chọn được câu 9 là ý D. Câu số 10 của chúng ta là một câu về từ vựng. Nếu như chúng ta không dừng phá hủy, deforestation, phá rừng đúng không ạ? Thì rất nhiều loài động vật sẽ bị mất môi trường sống. Vậy câu số 10 của chúng ta sẽ phải cần một từ nghĩa là nếu như không hoặc là trừ khi. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 10, đáp án là ý D. Câu số 11 của chúng ta, động vật mà được nuôi trong những cái cánh đồng, trong những khu nuôi mà làm sao có chứng chỉ, có chứng nhận thì sẽ cung cấp những loại thịt an toàn. Vậy cô sẽ có ý A từ verified, nghĩa là xác nhận, certificate. Certified là có chứng chỉ, varied là khác nhau, đúng không ạ? Và ý D chúng ta sẽ có từ sent, từ đấy có nghĩa là thiếu, bị thiếu. Vậy cô sẽ chọn được câu 11 là ý B. Câu số 12 của chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy vì nó sẽ giúp chúng ta giảm được cái lượng khí thải và ô nhiễm môi trường. Vậy cô sẽ chọn được câu 12, người ta dùng since, nghĩa là vì. Câu số 13 của chúng ta nên sử dụng lại những cái túi, những cái vải cũ, đúng không ạ? Hoặc là những cái loại giấy bó gói ở nhà, để mà chúng ta có thể giảm lượng rác. Cô cần một từ nghĩa là để mà, yeah, từ less, vì, e rằng, vì, sợ rằng, không phải, đúng không ạ? In order to, cộng verb nguyên dạng. Ở đây cô có we can của chúng ta là mệnh đề, we can reduce là mệnh đề, không chọn B. For fear, vì sợ rằng, vì e rằng, không phải. Vậy cô sẽ chọn được 13 là ý D. Tiếp này, xong câu số 13 bạn sẽ chuyển được cô sang câu số 14 của chúng ta. Các trường đại học địa phương gần đây đã áp dụng, đã giới thiệu cho sinh viên một vài cách để mà sống go green, thân thiện với môi trường, đúng không ạ? Và cái chương trình đó của nhà trường đã có những cái ảnh hưởng, lại một cụm từ cố định này, have a huge impact on, có ảnh hưởng, có tác động lớn tới cộng đồng. Vậy câu số 14 của chúng ta là một câu cần một đại từ quan hệ, có dấu phẩy không dùng that, vậy chúng ta sẽ chọn which để thay thế cho cả một mệnh đề đằng trước, đúng không ạ? Xong câu số 14, các bạn sẽ làm cho cô câu số 15 của chúng ta. Nó sẽ có là một số người chỉ tập trung vào cái lợi ích trước mắt mà không nghĩ về, có một số người chỉ tập trung vào những lợi ích trước mắt mà không nghĩ về những cái mối hiểm họa về môi trường của những cái hoạt động kinh tế. Vậy cô sẽ cần một từ đi với từ benefits để nghĩa là lợi ích trước mắt. Vậy cái này của chúng ta cũng là một cụm từ cố định, được chưa? Bạn nhớ cho cô là bài tập thứ hai thứ tư cô là đưa rất nhiều bài tập về cụm từ cố định vào. Thì chúng ta sẽ có lợi ích trước mắt, chúng ta sẽ không phải là long, không phải là short, không phải potential. Và nhớ cho cô là từ immediate benefit, chọn lợi ích trước mắt. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 15 là ý C. Các bạn thân mến, chúng ta còn từ câu 16 đến câu số 30 nữa. Xin mời các bạn sẽ chuyển sang phần video tiếp theo nhé.